Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông tin đến các bạn những điều đảng viên không được làm theo quy định mới nhất năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiêm phong của gia cấp công nhân nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định, quy chế quyết định của đảng và hiến pháp pháp luật của nhà nước, các quy định của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, ban chấp hành trung ương đảng đã ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm, bao gồm những điều sau đây. Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị viết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép. Điều 2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tài chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xu chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đón, chuyên viền, quan liêu, sai rời quần chúng. Điều 4. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của đảng và nhà nước, hoặc những việc chưa được phép công bố, tăng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi dục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới một hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Điều 5. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nối, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, sáng tác, sản xuất, tàn trữ, tám phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thùng phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, tám phát, bài viết, bài nối, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Điều 6 tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt cùng người khác viết ký tên trong đơn tố cáo viết đơn tố cáo giấu tên mạo tên gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải viết đe dọa trù dập trả thù người khiếu nại tố cáo không thực hiện các quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo phê bình góp ý kích động xúi dục mua chuộc cưỡng ép người khác khiếu nại tố cáo Điều 7. Tổ chức tham gia các tổ chức hội trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, biểu tình, tụ tập đông người, gây rối trật tự, an ninh. Điều 8. Tổ chức sử dụng tham gia các hoạt động bề phái, cục bộ, gây bất đoàn kết nội bộ, lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với đảng, nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân. Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản thu nhập không trung thực, sử dụng văn bản chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp, nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Điểm 10. Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước. Điểm 11 vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, can thiệp, tác động hoặc để vợ, chồng, con, bố mẹ, anh chị, em ruột mình, bên vợ, chồng, và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Điều 12. Có hành vi chạy chức chạy viên, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới một hình thức đến tổ chức cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, vi hoạch, luân chuyển, ổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định. Điều 13. Can thiệp tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử khi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác. Điều 14. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hối lộ dưới mọi hình thức. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động gửi tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận qua dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm, dẫn đến việc viết định sai có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân tổ chức cơ quan doanh nghiệp. Điều 16 không thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát lãng phí trong việc quản lý sử dụng tài chính tài sản công mua sắm quản lý sử dụng tài sản công cả quy định điều 17 can thiệp tác động để vợ chồng con bố mẹ anh chị em ruột mình bên vợ chồng bản thân và người khác đi du lịch học tập chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân có liên quan đến ngành lĩnh vực theo dõi quản lý điều 18 tổ chức tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức sử dụng các chất ma túy, sử dụng rượu bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác, tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình, xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích bù lợi, thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội, có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số, sống chung với người khác như vợ chồng, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài. Điều bị chính, mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hay tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi. Như vậy là mình vừa thông tin xong đến các bạn những điều đảng viên không được làm theo quy định mới nhất năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới và bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé